hai em Tiger nhé. Hiện tượng là lấu không nóng nhé. Đã một em đã đang chuyển sang chế độ ủ rồi này, và một em chuyển sang chế độ đang chế độ nấu nhé, và đang có hơi bốc ra này. Thì hai con này mình sẽ quay cho anh em cái video mà đo cái thông số của con, của cái mạch của con này. Về mạch con này, mạch nó rất là đơn giản nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đo mấy con điện sở, làm sao là biết được cái thông số chính xác là nó đã nó vẫn còn sống hả. Vì nhiều con nó ở trên mạch thì nó chỉ số chở nó lẫn sang nhau ấy, thì dẫn đến là anh em đo nó sẽ không được thật. Thì bây giờ mình sẽ đo cho anh em là cái thông số chở trên của hai cái mạch của con này luôn. Thì là mình vừa làm xong mà, thì mình sẽ test luôn cho anh em để anh em đo, là sau gặp như vậy là cứ việc thay thôi. Vì là nó có muốn đi xe điều khiển con công suất, nếu mà các bạn mà không đo được chở chính xác là chở chết, mà các bạn cứ đi đo con công suất là cũng không được. Đó. Thì bây giờ mình sẽ quay đo cho anh em luôn. Đây là một cái mạch Tiger áp suất 2 bi. Thì hôm nay sẽ đo một cái thông số chính xác của một cái mạch mà nó đang hoạt động bình thường. Thì hôm nay mình sẽ đo tất cả các chở trên cái bo mạch này, để loại trừ cái trường hợp mà khi nó cấp đun mà nó không nóng ấy, thì để loại trừ xem nó có phải là chết con đi xe hay không. Và khi điện chở mà nó làm trên mạch như thế này thì thông số chính xác của nó là bao nhiêu, thì để anh em đo thực tế khi một cái bo mạch mà chẳng may nó lỗi thì anh em có vài con chở trên này, anh em đo mà nó đúng thông số như vậy thì anh em sẽ loại trừ ra được là nó con đi xe này. Thì đầu tiên mình sẽ đo cho anh em là con chở R112 và R102. Thì hai con chở này nó là nối tiếp nhau, thì mình sẽ đo thông số, mình sẽ đọc luôn nhé. Đồng hồ mình sẽ không để vì nó thấp, mình sẽ đọc luôn. Con R112 này là 113k nhé. Tiếp theo là con R102 là 105k. Có nghĩa là anh em cho nó xây dịch lên khoảng tầm mấy k là được. Còn đây là thông số mình đo chính xác ở trên mạch đang sống nhé, để cho anh em đo và loại trừ luôn. Tiếp theo là con chở là 101 là 61k. Còn hai con chở này là, thì nó màu rõ ràng đây rồi, thì nó là 10 ohm thôi. Đấy là con chở 115 là 14 ohm. Con chở này thế này, con chở này là 116 này. Đó, con chở 116 này là 10 ohm nhé. Tiếp theo là hai con chở R118 và R117 nhé. R118 này là 1k. R117 này cũng 1k. Tiếp theo là hai con chở ở phía phần nguồn, thì là con chỗ này là cảm biến nhé. Con này chở này là R120 này. R120 cũng 1k này. R122 này cũng 1k anh em nhé. Tiếp theo là hai con chở ở trên chỗ cuộn dây là R107 và R106 nhé. Mình sẽ đo con R106 này là 47k nhé. 47k chứ không 4,7 đâu, 47k này. Con R107 này 47k luôn. Có nghĩa là trên cái mạch này nó có rất ít chở luôn. Và cái mã màu của nó cũng, nếu anh em nào có đọc ấy, thì là cái mã màu này mình đã
đo thực tế rồi, thì anh em sẽ đo đúng cái thông số như vậy là ok. Còn mặt phía sau, mặt phía sau này thì nó sử dụng trở dán thôi, trở dán thì nó có số ở trên này rồi, thì tất cả những con trở dán này anh em đo đúng theo cái số này là ok. Ví dụ như là đấy, còn đằng sau này thì nó liên quan số ở đây rồi, thì ví dụ như là con này nó ghi là 333 thì có nghĩa là con này là 33k đấy. Cứ cái số lưng ở đâu, số đằng sau này là anh em đo đúng chữ số như vậy là ok, nó không bị sai số nhé. Còn cảm biến ở chỗ con công suất ở đây thì là nó là 50k hoặc là 51k. Hôm nay ngoài miền Bắc này là đang lạnh thì là con này đo là được 47k đó, 47-46k. Thì con này nó sẽ, con cảm biến này nó sẽ rơi là tầm như vậy. Còn đâu tất cả là những con trở giá này là thông số nó ghi ở lưng là 103 là 10k này, có nghĩa là mình cũng tính như kiểu là vạch màu của con trở kia thôi đó. Thì anh em cứ rò theo cái số ở đây là anh em đo như vậy, y hệt như vậy là ok đó. Thì đây là mình like cái thông số trở của một cái boa đang hoạt động bình thường để cho anh em biết. Thì là mình có một cái boa nó bị hỏng đây này, mình mới thay một con trở đây này. Đây là khi con trở ở cái boa này nó chết này, đây mình mới thay một con trở nữa. Đây hai boa giống hệt nhau này anh em nhé, mình có hai boa giống hệt nhau luôn đó. Đây hai boa giống hệt nhau thì mình vừa trở một con là nó bị chết con trở ở đây đó. Đo nó đây, con trở mình thay đây đó. Đo chỉ số hai con đều lên số k cũng gần tương đương như nhau nhé, nhưng con này nó, hai con này nó đo lên là 160k, còn cái kia lúc nãy mình test là nó chỉ lên 110 thôi đó. Thì là đây là một con trở đang bị chết, thì anh em nhớ cái thông số này để anh em đo, thì nó có rất ít trở nên anh em có thể là đo được, chứ không phải là một cái mạch nó nhiều trở nên anh em ngại đo. Cái này nó rất là ít, thì anh em đo như vậy là ok. Thì hôm nay mình chỉ test cái cho anh em cái boa này thôi, cái boa con trở thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành lắp vào đây.